Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tiết luyện tập trang 52, 53 của sách giáo khoa toán lớp 3 của sách Cánh Diều. Bây giờ thì cô và các bạn chúng ta sẽ cùng đi vào bài đầu tiên nhé. Bài đầu tiên này là một bài tính nhẩm. Các bạn hãy dừng video bài giảng lại, các em làm sau đó thì đối chiếu với phần bài chữ của cô. Bây giờ cô bắt đầu chữa bài tập số 1 cho các bạn như sau. Ta có 3 chia 3 bằng 1, 8 chia 4 bằng 2, 14 chia 7 bằng 2, 12 chia 3 bằng 4, 5 chia 5 bằng 1, 7 chia 7 bằng 1, 72 chia 9 bằng 8, 48 chia 6 bằng 8 và 8 chia 8 bằng 1. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1 ý A. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra nhé. Như vậy tất cả các cái đáp án mà người ta điền vào đây đều chính xác. Và còn một ý nhỏ nữa, người ta hỏi các bạn là những phép toán nào có kết quả bằng 1, đúng không nào? Như vậy các em ghi cho cô các phép toán có kết quả bằng 1 các bạn ghi ra. Đó là phép toán 3 chia 3 bằng 1. Tiếp theo 5 chia 5 bằng 1, 7 chia 7 bằng 1 và 8 chia 8 bằng 1. Chúng ta có 4 phép toán có kết quả bằng 1. Và nhìn vào cái phần kết quả bằng 1 ở đây thì các em nhìn thấy số bị chia và số chia bằng nhau. Đấy. Số bị chia và số chia bằng nhau. Và hai số này nó phải là khác không, đúng không nào? Đấy, số bị chia, số chia bằng nhau. Và hai số này khác không thì nó sẽ ra kết quả bằng 1 ở đây. Những ai chưa xong bài tập số 1 các bạn dừng lại làm cho xong. Ở đây các em ghi thêm cho cô các phép toán có kết quả bằng 1 là 3 chia 3 bằng 1, 5 chia 5 bằng 1, 7 chia 7 bằng 1 và 8 chia 8 bằng 1. Cô chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu các bạn tính nhẩm. Ta có 4 chia 1, 7 chia 1, 5 chia 1, 1 chia 1. Và chúng ta có một cái nhận xét là số nào khi chia cho 1 thì kết quả cũng bằng chính số đó. Vậy các em dừng lại làm bài tập số 1, làm bài tập số 2. Sau đó thì các em sẽ đối chiếu với phần bài chữa. Bây giờ cô bắt đầu chữa bài cho các bạn. Ta có 4 chia 1 bằng 4, 7 chia 1 bằng 7, 5 chia 1 bằng 5 và 1 chia 1 bằng 1. Đấy, tất cả các số khi chia cho 1 thì nó đều bằng chính số đó. Sang ý B, lấy ví dụ tương tự câu A rồi chia sẻ với bạn. Ví dụ, chúng ta có 3 chia 1 bằng 3. Đấy, tất cả các số khi chia cho 1 thì đều bằng chính số đó. 8 chia 1 bằng 8, 6 chia 1 bằng 6, 9 chia 1 bằng 9. Các bạn có thể lấy số 2 chia 1 bằng 2, 10 chia 1 bằng 10, 0 chia 1 thì cũng bằng 0, đúng không? Đấy, 0 chia 1 bằng 0. Tất cả các số khi chia cho 1 thì đều bằng chính số đó. Ngoài ra các em còn có thể lấy thêm các ví dụ khác. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Ta có bài tập số 3 như sau. Bài tập số 3 yêu cầu các bạn đọc nội dung sau và thảo luận với bạn. Số 0 chia cho số nào khác không thì cũng bằng 0. Tức là cái số 0 này, số đầu tiên là số 0 này, chia cho bất kỳ số nào ở phía sau, nhưng mà cái số phía sau này phải là số khác không nhé. Số phía sau này không thể bằng 0 được. Đấy, tức là số bị chia bằng 0, nhưng mà số chia nó là một số khác không,
thì luôn ra kết quả là bằng 0. Không có phép chia cho số 0, tức là ta có 0 chia cho 6 bằng 0, nhưng không có cái phép chia là 6 chia cho 0. Như vậy, nhận xét trong một phép chia, số chia luôn phải khác 0. Cái số đứng trước cái dấu chia này thì có thể bằng 0 được. Tức là cái số đứng trước là số bị chia. Số bị chia có thể bằng 0. Nhưng số đứng sau, cái số đứng ngay sau cái dấu chia thì phải khác 0 các em nhé. Đấy, số bị chia có thể bằng 0, nhưng số chia phải khác 0 thì kết quả luôn luôn bằng 0. Chúng ta tính nhầm. Đây, khi mà số bị chia bằng 0, đấy, số chia khác 0 thì kết quả luôn ra bằng 0. 0 chia cho bất kỳ số nào cũng bằng 0 cả. Ta có 0 chia 7 bằng 0, 0 chia 9 bằng 0, 0 chia cho 5 bằng 0, 0 chia cho 4 cũng bằng 0. Đấy, 0 chia cho bất kỳ số nào, miễn là cái số sau cái dấu chia này phải khác số 0 thì nó luôn ra kết quả bằng 0. 0 chia 10 cũng bằng 0 mà 0 chia cho 1 bằng 0. Sang ý C, yêu cầu các bạn tìm phép tính sai rồi sửa lại cho đúng. Các em dừng lại, các em làm ý C này. Đấy, tìm cho cô đâu là phép tính đúng, đâu phép tính sai. Nếu sai thì sửa lại. Sau đó thì sẽ đối chiếu với phần bài chữa của cô. Bây giờ cô chữa bài này. Cô có 8 chia 8 bằng 1. Cái này đúng rồi. 8 chia 1 bằng 1. Cái này sai. 8 chia cho 1 thì phải bằng 8 cơ. Chúng ta sửa lại này. 8 chia 1 bằng 8. 3 ý tiếp theo, 0 nhân với 2 bằng 0. Tất cả các số khi nhân với 0 đều bằng 0. Cái này đúng. 2 chia 0 bằng 0. Cái này nhiều bạn làm là đúng này, nhiều bạn làm đúng. Nhưng mà thật ra cái này là sai. Số đứng ngay phía trước dấu chia, đứng phía trước dấu chia thì nó có thể bằng 0 được. Nhưng mà số đứng ở phía sau, ngay sau cái dấu chia này không thể là số 0 các bạn nhé. Đây, cái số đứng sau này, số chia này không thể là số 0 được, nó phải khác 0. Chúng ta sẽ sửa trở lại như sau. 0 chia 2 bằng 0. Không bao giờ được biết là 2 chia 0 bằng 0. Các em chú ý cái này cho cô. Số bị chia bằng 0 được, nhưng số chia không thể là số 0. 3 nhân 0 bằng 0, cái này đúng. 3 chia 0 bằng 0, cái này sai. Số chia không thể bằng 0. Số chia phải khác 0. Cái này, các em đưa số 0 lên trước, chúng ta sửa lại. 0 chia 3 bằng 0. Đấy. Những bạn nào mà chưa làm xong, các bạn hãy dừng lại làm cho xong bài tập này. Cô và các em sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo. Ta chuyển sang bài tập số 4 như sau. Yêu cầu các bạn xem tranh rồi nêu một tình huống có phép chia. Ở đây chúng ta có một cái bức tranh. Hai bà cháu đang cho đàn gà ăn. Đấy, ở phía bên cạnh chúng ta có một số quả bí ngô và có một số các cái sọt. Hoặc là chúng ta có các cái bát ngô được móc lên các móc như này. Cô lấy một tình huống như sau. Ví dụ, có ở đây là 12 quả bí ngô. Bây giờ cô chia đều vào 6 sọt. Hỏi mỗi sọt có bao nhiêu quả bí ngô? Thì chúng ta sẽ có là mỗi sọt có số quả bí ngô là cô lấy 12 chia cho 6 thì bằng 2 quả bí ngô. Như vậy mỗi sọt sẽ có 2 quả bí ngô. Ngoài cái tình huống này ra, các bạn có thể chúng ta sẽ đếm ở đây thì chúng ta có là 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 4, 8. Như vậy chúng ta có 48 bắp ngô. Ví dụ chúng ta có tình huống khác là 48 bắp ngô, chúng ta chia đều vào trong, chia đều, treo đều lên 6 cái móc. Đấy, treo lên 6 móc.
hỏi trên mỗi cái móc này có bao nhiêu bát ngô thì cũng được. Đấy, ngoài tình huống này ra thì các bạn có thể suy nghĩ thêm các cái tình huống khác nhé. Cô vừa gợi ý cho các bạn là ví dụ chúng ta có 48 bát ngô, ta chia đều lên 6 móc, hỏi mỗi móc có bao nhiêu bát ngô thì các em có thể lấy cái tình huống đấy và chúng ta có cái phép chia là 48. Các em chia ra 6 thì mỗi móc có 8 bát ngô thì cũng được. Như vậy là trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ cái phần lý thuyết cũng như các cái bài tập ở trong sách giáo khoa của tiết luyện tập trang 52, 53 của sách giáo khoa tại lớp 3 của sách Cánh Diều. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông và giới thiệu bạn bè các em vào YouTube gõ từ khóa kênh Miễn Hạnh để xem các video ủng hộ cho cô các bạn nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.